Thấy nó cong không? Giờ làm cho nó thẳng ra. Nào mày rảnh hả con? Cái này là món tôm lăn bột mà. Trên cái dĩa này là 2 phao tôm lột ra, nhưng mà phải giữ cái đuôi ha, rồi rút chỉ ở trong rồi làm cho nó thẳng. Quay đi, xin chào đã đi. Cái này là bột tỏi của hàng Costco. Chiên cái này nó khỏi cái dính cái tỏi ở ngoài cho đẹp. Cái này là bột tỏi. Thay vì ta ướp tỏi bằng nhuyễn thôi. Rồi. Cháy. Ngồi xuống. Đường. Thấy chưa? Giờ muối nè. Tôm mặn á, chút xíu à, rất lợi. Rồi. Chỉ có rất cao chút cho nó đều. Thường thường là món quen thì trộn từng con. Phải mua tôm có đầu mới ngon. Tại nó còn nguyên cái chất ngọt. Còn chất ngọt ở trong tôm, còn cái kia là nó bị muối hẳn. Mình cho đường nha. Cũng cà phê lưng. Ai không làm quen thì cứ việc trộn đó. Rồi, xuống, đều. Chất ngọt. Còn cái muối, chất ngọt đây. Coi như tỏi muối đường bột ngọt không rắc tiêu phải không? Rồi nửa cái đầu là nhiêu? 1/3 muỗng á. Người nào không có rắc quen miệng muỗng á, dùng tay á rắc nó nha, nó đều hơn là cái muỗng. Còn mà rắc muỗng thì nó dơ cao lên nó xuống rồi. Ráp để tủ lạnh. Làm luôn. Là chừng nào mà muốn ăn là bỏ vô lăn bột chiên thôi. Ừ, vậy đó. Mà cái này nên ăn trong ngày, đừng có để lâu quá. Tôm nó ra nước dở. Chút xíu là ăn liền. Tủ lạnh. Tủ lạnh ngăn thường.
của Nhật nè. Cái này là xác dừa. Rồi cái chén bên này là gì? Hai trái trứng hả? Hai trứng. Rồi cái này nước hả? Nước lọc phải không? Ờ, nước lọc. Một cốc. Chưa tới mình phải bỏ canh ha. Lấy cốc. Rồi. Cái gói này nó đầy vậy. Cái này cũng đổ bột nữa được ha. Thường thường hai phao là làm khoảng bịch là đủ rồi. Nhiều. Tại vì nhúng cái nó mỏng lét rồi. Thường người ta đắp bột năng mình làm cho nó ngon. Nghe chưa? Cho em đứng đi. Này không dùng. Nhìn trong đỏ thấy nhỉ. Muối. Từ từ. Muối với lại đường bột ngọt phải không? Ừ. Rồi rắc đi. 1/3 muỗng. Bột ngọt cũng chút. Bột ngọt cũng chút vậy đó. Như cái đầu muỗng à. Ừ. Chứ không tới 1/3 đâu nha. Đường. Đường thì muỗng nhưng lưng lúc nào cũng nhiều. Rồi. Nước cho từ từ, không cho hết mà lấy một cốc thôi. Rồi. Hết rồi đó. Mình nãy chưa phúc cái đầy đó. Phúc rồi. Để nhiều nước quá là nó chảy từ le nó không có dính. Không dính không ngon. Mình để 15-20 phút thì nào mà mình chiên tao mình nhúng vô thì bột nó mịn. Tại giờ nó lợn sợn mà lát nó mịn chứ, nó tắm nước của mình hết. Quan trọng là giờ mình. Nói chung pha sẵn để chứ khoảng 15 phút. Ừ. Không có pha chừng nào chiên tôm chiên, mình đánh ra cái nó mịn là cái bột không đều. Sạch chút không? Chút xíu bột không? Không ạ. Cái này nè. Ăn sệt của cái bột tôm nó vàng quá. Rồi. Yeah.